Sunrise Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ gọi số nào nữa anh? Để chào anh nhá. Rồi đọc số đi. Không 986 bao nhiêu nữa? 0986 480 6662 ai gọi? Hả? Phạm Thanh Tràn hả? Hả? Tên gì anh? Phạm Anh Toàn, anh Toàn chờ máy nhá. Bữa nay bắt đầu xe lạnh rồi.